Ghê, mọi người thấy màn hình chưa? Rồi 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 mình chữa thấy tiếp rồi, nhé. bà đây. Ok, chữa tiếp này. Chữ tiếp có 46 này, đang là gì nhỉ? Kết quả câu truy vấn này. Danh sách các customer và telephone của tất cả khách hàng đang sống ở New York, Boston, New York hoặc Nếu vui cái này đúng này. Danh sách customer và telephone của tất cả khách hàng có trong bảng customer. Cái này sai này. Danh sách các customer name của tất cả khách hàng đang sống ở Boston. Customer của tất cả các khách hàng thiếu telephone. Câu này sai. Câu này vào là sai này. Ăn hai đúng này. 47. Cho biết kết quả câu truy vấn bằng SQL sau. SQL sau này. Điều kiện là nó lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200, tức là danh sách các item name và description của tất cả các món mà có trọng lượng weight nhỏ hơn 100, sai này. Trọng lượng từ 101 đến 199. Thì danh sách thiếu description này. Câu này là danh sách các item name và câu này là đúng nhất rồi này. Ok. Câu 48 cho biết kết quả của các câu truy vấn bằng SQL sau. Select min tức là tìm giá trị nhỏ nhất trong các cái mô tả sản phẩm từ sản phẩm. Trả về giá trị nhỏ nhất của cột mô tả sản phẩm. Câu lệnh trên bị lỗi. Không lỗi này. Trả về dòng ký tự chữ cái đầu tiên theo các ký tự ABC của cột mô tả sản phẩm cho bản sản phẩm. Cái này có vẻ đúng. Bởi vì cái việc mô tả sản phẩm nó là dạng chữ, nó là dạng ký tự, chứ nó không phải dạng số. Cho nên nó không phải là giá trị nhỏ nhất của các cái cột được. Các cái cột nó là 1, 2, 3, 4, 5 mà. Câu này sai. Nó phải là dạng ký tự. Ký tự nhé. Câu 49. Cho biết kết quả của câu truy vấn bằng SQL sau. Đầu tiên là lấy tổng của các đơn giá và gọi cái tổng đấy, đó là tổng đơn giá, gọi tên cho nó ấy. S là cái việc mình gọi tên, đặt tên cho cái tổng. Lấy từ các cái sản phẩm với điều kiện là loại sản phẩm là cốt tông. Trả về tổng đơn giá của tất cả sản phẩm mà các loại sản phẩm là cốt tông. Câu này đúng luôn này. Tổng đơn giá của tất cả sản phẩm sai này. Có trong bảng sai. Trả về đơn giá sản phẩm đầu tiên sai luôn. Rồi câu này là kết quả nào sau đây là đúng cho câu truy vấn trên. Câu truy vấn trên không đúng cú pháp. Câu truy vấn trên thế nào? Sinh viên ở đâu kích? Nó viết liền đi nhỉ? À đây 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 đây. Chọn ra các cái tên sinh viên và trung bình điểm từ các cái sinh viên đó. Với điều kiện là sinh viên đó nó phải có kết quả của sinh viên. Đây là kết quả này. Và mình sẽ nhóm nó vào cái tên sinh viên. Đấy, group by having nhá. Với điều kiện là điểm trung bình lớn 70. Rồi, câu này đúng. Câu tiếp theo là chọn câu lệnh SQL để giải quyết câu truy vấn sau. Tăng giá trị mỗi sản phẩm trong bảng sản phẩm lên 10% cho tất cả các sản phẩm mà khách hàng C01 đặt mua. Thứ nhất là điều kiện với khách hàng C01 trước đã. Rồi ở đây đều có điều kiện khách hàng C01. Cái thứ hai là update. Xem nào. Tăng phải là update. Ở đây update sản phẩm. Và xét cái đơn giá lên 10%. 01 sai luôn. Phải là 1.1 mới đúng. 1.1. Hai cái này. Một trong hai cái này. Nhân 10% cái này cũng sai. Tức là nhân 0.01 rồi. Với điều kiện là khách hàng C01 đặt mua. Điều kiện là đặt hàng chấm mã khách hàng C01. Với điều kiện là điều kiện là mã sản phẩm ở trong cái việc mình chọn các cái mã sản phẩm mà khách hàng C01 đặt mua. Cái này đúng. Theo con này sai đâu nào? Sản phẩm đơn giá với điều kiện là đặt hàng mã khách hàng C01. Nếu như mà điều kiện là đặt hàng chấm mã khách hàng bằng C01, còn đây thì là lấy ra từ các cái mã sản phẩm mà có trong cái việc sản phẩm, lấy ra từ điều kiện là mã sản phẩm ở trong các cái sản phẩm. À, tức là ở đây là nó phải có cái sản phẩm đấy đã. Còn ở đây chỉ là điều kiện là khách hàng bằng C01 thôi, chứ nó chưa nói đến cái việc sản phẩm đấy.
Rồi câu 52. Liệt kê danh sách tên khách hàng đặt mua sản phẩm P02 và đặt mua thông qua đại lý 401 là điều kiện đã, hoặc trước đã. Thì cái nào có em bỏ đi, cái này có em bỏ này. Cái gì B02 401 em bỏ luôn. Cái này cái gì đây? Chọn đặt tên khách hàng trước này, từ khách hàng với điều kiện là mã khách hàng nằm trong cái việc mình chọn cái mã khách hàng đó từ cái đặt hàng. Rồi, mã khách hàng đây từ đặt hàng. Với điều kiện là mã sản phẩm bằng B02 hoặc là mã đại lý bằng A04, câu này đúng luôn. Còn câu dưới nó đang là cái gì lằng nhằng thế nhỉ? Chọn ra cái O1 trong mã khách hàng từ cái việc đặt hàng O1, sau đặt hàng O2 với điều kiện là O1 chấm mã sản phẩm bằng B02 và B04 A04. Ở cái này sai luôn à? Thế nào? Và cái này nó đang gọi ra mấy cái sản phẩm liền đấy nhỉ? Đây này. En rồi này, en nhiều thế nhỉ? Thôi nói chung chọn câu 1 đi. Câu 53. Cho các lược đồ quan hệ sau. Rồi ok. Chọn ra các cái tên nhà cung cấp từ nhà cung cấp X. Với xem nào. Với điều kiện là không tồn tại, chọn ra tất cả các cái nhà cung cấp. Ở đây là dùng not exist là không không có này, không tồn tại này. Mà không tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Ô cái này sai luôn. Vì nó đang có điều kiện đằng sau mà. Trả tiền về tên nhà cung cấp mà không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào. Câu này đúng này, bởi vì đây mã nhà cung cấp. Nhà cung cấp. Đấy, nó nói cái việc cung cấp sản phẩm này. Không trả về tên nhà cung cấp mà không cung cấp tất cả sản phẩm. Không, câu này sai, không nói về tất cả sản phẩm. Rồi, vấn 2. Đúng. H suy ra đây là H suy ra B có thể suy ra nhờ H suy ra B trong lược đồ quan hệ N suy ra B. À cái này chỉ có HI suy ra B thôi chứ không có H suy ra B. Đấy, chỉ có HI suy ra B thôi. Thì còn nên là đáp án đều sai này. Tiếp là ta có thể suy ra một lược đồ quan hệ. Jack quy ở khóa rồi, một mình cái Jack quy nó suy hết ra 5 cái còn lại rồi. Ok, đây đang có việc gì? Xem nào, cho các phụ thuộc hàm của lược đồ quan hệ B có thể suy ra ZQ là khóa. ZQ. Ừ, chuẩn luôn. ZQ là khóa luôn. Ô, con này dễ nhỉ? Xem tiếp nào. Câu tiếp theo này. Phụ thuộc hàm B suy ra H có thể được suy ra nhờ vào P suy ra H. Cũng sai luôn, bởi vì chỉ có BQ thôi. Sai luôn. Chọn câu trả lời đúng. Xem nào. Câu truy vấn nào. Select from where group by having. Rồi, thứ nhất là đủ tất cả các cái từ đã. Tiếp theo là câu truy vấn. Xem nào. Tên môn học from môn học S, kết quả K, môn học và kết quả. Ok. Group by vào tên môn học với điều kiện là S chấm mã môn học bằng K chấm môn học. K đâu? K có mã môn học rồi này. Xem nào. K có mã môn học. S tức là sinh viên có. Sinh viên đâu?
Sinh viên có mã môn học. Ô, sinh viên có mã môn học đấy đâu. Sai luôn. Đây, sinh viên không có mã môn học. Không có mã môn học luôn. Chỉ có môn học, có mã môn học thôi. Câu này sai. Môn học kiểu là S mà. Cái đấy là môn học với kết quả mà. Đâu? S. Ừ nhỉ, S là môn học mà. Nhầm, S là sinh viên đấy. Thế là môn học. Ok, mã môn học này. Tiếp, group by và tên môn học. Having điểm lớn hơn 70. Having điểm lớn hơn 10. Thì mình loại trừ đi. Loại trừ đi xem nào. Select ra tên môn học. Câu truy vấn trả về danh sách tất cả. Câu này sai này. Truy vấn trả về danh sách tất cả các môn học mà sinh viên học có điểm lớn hơn 70. Xem nào. Điểm, having điểm. Ơ nhưng mà điểm này ở đâu ra? From where? Điểm Quan trọng là cái cái kết điểm này nó quả ấy. Đấy. nhưng mà cái là from kết quả chấm k chỗ này nó phải là having k chấm điểm chứ. Đây này, nó đặt là k mà. Cái này phải là k chấm điểm chứ đúng không? K chấm điểm nó là Thế nên 70. nó Ừ. lỗi đây. Ừ, nên là nó bị lỗi rồi, ok. Ok. Rồi tiếp câu câu năm tháng này. Đừng, đừng. Liệt kê danh sách khách hàng mua sản phẩm là B02. Sản phẩm là P02. Đây này, ví dụ như là ví dụ nó đặt điều kiện nó phải có chấm chấm các thứ này. Nào, chọn liệt kê danh sách khách hàng sản phẩm là P02. Thứ nhất là chọn khách hàng trước. Rồi. Bây giờ khách hàng là sẽ phải bao gồm là from C đặt hàng O where O chấm mã sản phẩm. Không đúng bởi vì là cái này khách hàng nó phải mua cái sản phẩm ấy đã thì nó mới tìm được cái sản phẩm đấy. Câu này sai đó, thì mình phải là C where cái này thiếu đặt hàng này, sai luôn đó. Ok đây này, C chấm mã khách hàng, O chấm khách hàng, tức là cái khách hàng đó phải đặt đặt hàng đã, khách hàng phải đặt hàng rồi mới đến việc là mã sản phẩm bằng B02. Và 558 C này, 9 là cái gì đây, à tức là mình phải đi cho hai câu truy vấn. Chọn mã sinh viên từ sinh viên và mã sinh viên không nằm trong cái sinh viên mà có kết quả của cơ sở dữ liệu. Rồi. Tiếp là đây là câu thứ hai là không tồn tại ở trong kết quả và cái mã sinh viên để chấm D. D là kết quả. Còn ở đây nó chỉ nhắc đến là from select mã sinh viên. Mã sinh viên from kết quả. Lấy ra mã sinh viên từ kết quả với điều kiện là mã môn học bằng cơ sở dữ liệu. Ừ. Mã sinh viên không nằm trong cái đống này. Câu dưới thì là không tồn tại được. Mã sinh viên từ kết quả D với điều kiện là mã môn học và cơ sở dữ liệu và mã sinh viên S. D là kết quả, S là sinh viên, tức là cái sinh viên đó nó có kết quả. Sinh viên nó có kết quả. Rồi, đúng đúng. Cái chữ trên này đúng. Câu 60. Xin chọn câu truy vấn SQL sau. Chọn câu trả lời đúng. Tức là chọn ra tên sinh viên này từ cái sinh viên S và kết quả K với điều kiện là cái sinh viên đó nó có kết quả và điểm là trống. Câu, nếu sinh viên nào bị trùng thì không in ra kết quả. Cái này chẳng liên quan trùng tên này. Câu truy vấn trên trả về danh sách các tên sinh viên mà chưa có điểm. Câu truy vấn trên trả về danh sách các tên sinh viên mà chưa có điểm hoặc một vài môn học nào đó. Câu này hợp lý.
Xem nào, câu chị vẫn chia sẻ về danh sách các tên sinh viên mà chưa có điểm tất cả các môn nào. Tất cả các môn nào chưa có điểm của một hoặc một bài nào đó. Tất cả các môn nào. Ê, câu 3 với câu 4 này các ông ơi. Và điểm là nun. Tôi Tức nhớ câu là trên là cái điểm ấy phải có K chấm mà. Có câu trên ấy, quay mà không hợp lệ ấy, thì bảo là phải có K tao chấm đang trước thắc mắc đi. Tao đang thắc mắc đây. Còn cái này là sinh điểm là nun mà bên dưới nó vẫn ghi ra. mà. Tất cả phải dùng select sao? Là chị vẫn trả về danh sách các tên sinh viên mà chưa có điểm câu trên à? Thắc mắc nhỉ? Cái này có vẻ khó hiểu nhỉ? Đây 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 câu này đây. Group by tên sinh viên. Tên sinh viên có trung bình. Tức là cái này nó nhập vào tên sinh viên rồi, nó gọi nó nhóm vào một cái tên sinh viên. Và tên sinh viên nó sẽ bao gồm là sinh viên và kết quả. Với điều kiện và trung bình điểm. Câu này câu truy vấn chẳng mấy. Câu này cũng đúng giống với câu trên mà. Câu dưới mà. Nên là câu dưới đang nói cái gì đây? Chưa có điểm. Nhưng mà cái này nó bảo là chưa có điểm của một hoặc một vài môn học nào đó. Đúng đúng. Một vài môn học nào đó. Cũng có vẻ hợp lý nhỉ. Còn đây là chưa có cho tất cho điểm. Chưa có cho điểm tất cả các môn học nào đó. Tất cả các môn học thì lại không đúng. Bởi vì là nó chỉ nói đến một vài môn học thôi. Ví dụ như là A thì học toán lý hóa. Thì ví dụ toán luôn. Hoặc là lý luôn hoặc là hóa luôn chứ không nhất thiết phải là tất cả các môn đều luôn. Đúng không? Đúng tiếp là chọn ra tên sinh viên rồi trung bình điểm. Từ sinh viên F được kết quả K với điều kiện rồi. Không thể thực hiện được. Ô ghi nó ghi là lỗi không thể thực hiện được này. Điểm. Average điểm, tên sinh viên và điểm. Mã sinh viên. S là sinh viên, ok. Kết quả là K. Đúng rồi, bởi vì là cái này nó còn, tức là cái sinh viên đấy nó có bao gồm học cái môn đấy không? Thì nó có cái kết quả đấy chứ nhỉ? Còn đây là suy vấn trả về danh sách sinh viên và điểm trung bình của từng sinh viên đó. Không đúng, câu này mình nhìn lại cái câu ở trên có cái lớn là 70 xem nào. Câu đây nó phải group by vào trong tên sinh viên với having điểm là phải lớn hơn cái này nó bắt buộc phải group by sao ấy nếu mà nó có mình hiểu rồi tức là với những cái bài ấy mà nó có lấy ra from từ 2 trở lên ấy nó phải group by vào bởi vì nó phải group by vào nó mới chạy được. Tao nhớ là lần trước tao cũng làm một cái bài tương tự như vậy. Đây này, select từ sinh viên F và kết quả K, tức là nó sẽ có bao gồm hai cái mối quan hệ này. Thì mình phải group by vào thì nó mới in ra được cái điểm đấy, bởi vì là nó sẽ có trường hợp là cái điểm nó không phải của sinh viên này, nó chỉ của kết quả, nó chỉ có kết quả của môn khác nhưng mà nó không phải của sinh viên này. Nên nó phải group by vào cái bao gồm cả sinh viên và kết quả. Rồi. Okay. Nhớ nhá, nhớ là nó xuất hiện hai cái này thì mình group by vào. Rồi, câu 62. Câu hai là gì? Cho hai câu truy vấn này, chọn câu trả lời đúng. Câu truy vấn thứ nhất là chọn ra mã sinh viên từ sinh viên mà điều kiện là mã sinh viên không nằm trong cái này và không tồn tại. Ủa, hai cái này nó chỉ khác nhau mỗi cái này thôi. Đúng không? Hai này khác nhau mỗi cái này thôi nhỉ? Câu truy vấn thứ nhất sẽ trả về số bộ nhiều hơn câu truy vấn thứ hai. Câu truy vấn thứ hai là không tồn tại ở trong cái mã sinh viên mà có kết quả là ra cơ sở dữ liệu. Ê, ông nào hiểu câu này không? Not exit. Chắc phải tra thôi. Chắc phải tra thôi đấy. Not exit rồi nào. Not exit in sleep trong SQL với nào, not exit
là không tồn tại. Nó được sử dụng, trả về, check xem là các hàng có tồn tại hay không. Nếu mà nó không có hàng nào, nó trả về true. Không tồn tại. Thử so sánh đi, F và N, not, in. À, một cái là tồn tại, còn một cái là nằm trong. Thế nào? Nó không giống nhau trong tất cả các trường hợp. Khi mà nó null thì nó sẽ trả về các kết quả khác nhau. Lấy ví dụ không nào? Thế khó hiểu thế. Thế khó hiểu thế nhở? Không nằm trong. Mình xem nào. Tức là cái sinh viên này lấy ra mã sinh viên mà không tồn tại từ cái mã sinh viên có kết quả môn học là cơ sở dữ liệu, in ra các sinh viên mà không tồn tại có mã môn học là cơ sở dữ liệu. Tức là cái trường hợp not in này nó là bao quát hơn của trường hợp not exist, nên nó sẽ có trả về nhiều bộ, có nhiều hơn. Mọi người nó trả về cái gì? Nếu như mà nó không tồn tại cái môn học cơ sở dữ liệu. Câu này khó hiểu quá, câu này để điểm sau đi. Vớt ra câu này quá. Câu tiếp theo này. Chọn ra tên môn học và đếm. Đếm sao? Cái môn học và kết quả K và điểm lớn hơn 40. Và điều kiện là môn học đó, đây này, from, đây nó được group by này, group by và mã môn học với điều kiện là lớn hơn 5, xong lại group by và tên môn học, thế nó trả về cái gì? Danh sách tên môn học có 5 sinh viên học. Không, chắc chắn cái này cũng đúng rồi, bởi vì nó còn có yếu tố 40 cơ. Trả về tên môn học và số sinh viên tham gia học, số lượng cao sao? Đúng rồi, đây này, bởi vì nó group vào tên môn học, nên khi mà nó cao ấy, nó sẽ cao ra cái vào cái trong cái tên môn học này. Môn học. Tiếp tục là danh sách môn học có trên 5 sinh viên. 5 sinh viên. Môn học. Tên môn học đây, lấy ra mã môn học. Kết quả là mã môn học having cao sao là lớn hơn 5. Mã sinh viên. Danh sách sinh viên và môn học có điểm lớn hơn 50. Mỗi môn học có nhiều hơn 5 sinh viên. Nghĩa là phải lấy ra, chọn ra các cái sinh viên, chọn ra các cái mã môn học mà mã môn học, mỗi môn học có nhiều hơn 5 sinh viên. Sao cái này nó phức tạp vậy? À không, cái này nó chỉ là danh sách các tên thôi, còn cái này nó phải là môn học và số sinh viên cơ mà. Câu này là đúng rồi. Vì nó yêu cầu là chỉ lấy ra tên môn học thôi. Chắc chắn là phải có tên môn học trước đã. Câu này sai luôn này. Câu 64. Cho quan hệ các câu truy vấn sau. Select. Sao nó viết khó nhìn thế nhở? Khó nhìn thật đấy. Kết quả B luôn chứa kết quả của T. À đây là B. Đây là T. Chọn N từ C. A. Với điều kiện là C trên W bằng A trên W. Chuẩn. Chọn N từ C, đây là từ mỗi C thôi, với điều kiện là W nằm ở trong cái việc chọn W trong A. Ừ, hai con này hay phết này. Kết quả của B luôn chứa kết quả của T. B luôn chứa kết quả của T. Đúng rồi, vì from ở đây là from cả C lẫn A. Nó phải thỏa mãn cả C lẫn A với điều kiện này. Và W ở nằm trong A. Ui, cái con này phức tạp quá. Tôi chọn luôn đáp án này đi. Luôn chứa kết quả của T. Thôi, nhớ rồi. B luôn chứa kết quả của T. Cho lực đồ đạt có khóa chính là P. Phụ thuộc nào sau đây không là của B? E suy ra Z.
Ừ, ESGZ là sai luôn rồi. Chả có cái nào liên quan đến ESGZ hết cả. Vì B là khóa nên là nó suy ra những cái này là đúng rồi này. Tiếp. Dựa vào cơ sở dữ liệu trên hay liệt kê tất cả thông tin khách hàng có hạn tín dụng là 7.500. Cái này là sai luôn này. Cái này là chuỗi là không đúng này. Liệt kê các tất cả các thông tin này. Tất cả các thông tin phải là sao này. Đây là đúng rồi này. Liệt kê danh sách các sinh viên có điểm trung bình cao nhất. Danh sách có điểm trung bình cao nhất. Ừ, nếu có top thì phải có order by trước. Cái này không có order by đúng không? Sai luôn. Rồi. Ở trên nào. Tiếp này. Chọn ra liệt kê tất cả các sinh viên là chọn rồi này, từ sinh viên và kết quả K, điều kiện. Và điểm trung bình lớn bằng ô của điểm trung bình kết quả group by mã sinh viên. Xong bên dưới lại là xem hai cái này nó khác nhau chỗ nào. Hai cái này khác nhau chỗ nào đây? From sinh viên S kết quả K và điều kiện là S chấm mã sinh viên bằng K chấm mã sinh viên. Thế chỗ này là vẫn đúng rồi này. N điểm trung bình lớn hơn bằng ô của lấy điểm trung bình. Sau đó thì mình group 3 trong mã sinh viên. Ô hai con này nó khác nhau chỗ nào nhỉ? Nhìn không không thấy sự khác nhau luôn đấy. Hai con này này. Câu 2 câu 3 này. Câu 2 với câu 3 khác nhau chỗ nào nhỉ? Nhưng chưa nhìn ra sự khác nhau luôn đấy. Tên tên sinh viên điểm. Như kiểu hai con này copy ra của nhau ấy, nhìn chả khác nhau cái gì. Trong câu cuối nào. À đây có, đây rồi. Group by ra cái này. K chấm mã sinh viên. Sinh viên họ tên. Ui con này khó, khó thế. Thế nào. Select group by. Hiểu hiểu rồi, hiểu rồi. Bởi vì câu này nó chưa có group by đằng trước. Cái này. Nó lấy ra từ hai cái này nhưng mà nó chưa có group by. Mà nó điều kiện luôn với cái n điểm trung bình ấy luôn. Còn cái này là nó sẽ có điều kiện group by trước này, xong rồi nó mới là group by having, xong rồi nó mới lấy điểm trung bình từ group by của ba cái này. Đấy, lớn hơn bằng b d. Ok, lấy ra tiếp. Tại tạo query để tính sĩ số thực trên từng lớp. Sĩ số thực trên từng lớp. Thứ nhất là có các cái thực thể sinh viên lớp kết quả môn học này. Sĩ số thực trên từng lớp. Thì vậy là sum mã sinh viên. Không đúng. Làm sao mà tổng được mã sinh viên nhỉ? Này phải là cao chứ, đếm đúng không? Đếm còn đây. Tiếp sang này khác nhau cái gì nào? Và từ lớp và sinh viên S điều kiện l chấm mã lớp bằng s chấm mã lớp của group by vào s chấm mã lớp và tên lớp. Ô hai cái này khác nhau gì nhỉ? S chấm mã lớp, tên lớp, sĩ số. Mã với cái bảng. Hai này khác nhau chỗ nào nhỉ? Nhìn thấy khác nhau không? Mã à. Ừ nhè, cao sinh viên và cao mã sinh viên. Thế nào, cao mã sinh viên. Sĩ số bằng, sĩ số bằng cao sinh mã sinh viên. Sinh viên là thực thể làm sao đếm được. Ừ đúng rồi, quên mất cái này là thực thể. Cái kia là thuộc tính, đúng không? Ok, chuẩn đấy. Rồi tiếp, liệt, cái này nó mấy bài này toàn bài dài thôi. Liệt kê danh sách các sinh viên gồm mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên, đăng ký ít nhất là 3 môn học. 3 môn học. Ít nhất là 3 môn học. Xem điều kiện đã. Điều kiện ở đây lớn bằng 3, lớn bằng 3. Lớn hơn bằng 3. Rồi, đều lớn hơn bằng 3 hết. Và chọn liệt kê danh sách các sinh viên gồm. Liệt kê sinh viên gồm mã sinh viên, họ sinh viên này. Mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên. Để ta tắt tiếng thông báo cái đã. Ok. Mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên. Mã sinh viên này.
sinh viên. Kết quả K, K chấm mã sinh viên. Ừ, rồi. Và S chấm mã sinh viên. Cái này không có group by này, đúng không? Thế nhưng sinh viên F và kết quả K phải group by vào đó chứ. Thì nó mới lấy được cái đếm cái này chứ. Này sai này. Cái này having một mình, đứng một mình là sai luôn này. Rồi tiếp. Cái này là gì? Cái này group by cuối. Không được, không được. Này group by vào đây rồi mới điều kiện tiếp theo chứ. Nó giống với cái ngay, giống với ngay câu trên đấy. Đúng không? Này phải đáp án 3. Group by vào đây này. Vào ba cái mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên này. Sau đấy mình đếm, đếm trong cái đống này là nó phải lớn hơn bằng 3 mới được. Rồi. Chọn câu lệnh SQL để giải quyết câu truy vấn sau. Liệt kê tên các sản phẩm mà có từ hai khách hàng trở lên đặt hàng. Hai khách hàng trở lên đặt hàng. Select from sản phẩm. Mấy câu này khó nhỉ? Hai khách hàng trở lên đặt hàng. Liệt kê các sản phẩm mà có từ hai khách hàng trở lên. Thứ nhất là nó sẽ có là chọn tên sản phẩm, từ sản phẩm với điều kiện là mã sản phẩm nằm trong cái mã sản phẩm từ đặt hàng với điều kiện là nằm trong bằng C01, C02. Ô, cái này không liên quan đến C01, C02 này, loại này. Cái này cũng thế loại. Sản phẩm, select tên sản phẩm từ sản phẩm B này. Đặt hàng O1, đặt hàng O2. Rồi. Điều kiện là P mã sản phẩm bằng O1 chấm mã sản phẩm và bằng, và B mã sản phẩm bằng O2 chấm mã sản phẩm. Còn câu dưới này, chọn ra các cái tên sản phẩm riêng biệt từ sản phẩm P với điều kiện là cũng thêm này, và thêm một cái nữa là cái này thiếu. Cái này nó đang thiếu, có thể là hai sản phẩm nó trùng nhau. Còn cái này là nó phân biệt rồi này. Nó phân biệt các cái tên sản phẩm và phân biệt khách hàng luôn. Khách hàng luôn. Và D. Rồi. Dựa vào sơ đồ trên, liệt kê sản phẩm có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất sản phẩm, select sale from, liệt kê ra sản phẩm có giá trị lớn nhất max giá gốc. Mà giá gốc này, from sản phẩm, giá gốc, điều kiện là giá gốc bằng mức giá gốc, là nó thiếu cái where, nó thiếu cái from đằng sau này. Top 1 thiếu where này, cái này thiếu where, và là 2 thôi. Cho lược đồ xác định chuẩn cao nhất của R. Chuẩn cao nhất của R này. Biết công biết mấy cái chuẩn 1 này, F2 này, F3 này, F chưa? Đây này, thì nó sẽ là cái thứ nhất là dạng chuẩn cao nhất của R. Thứ nhất là mấy cái này nó phải là 1 này F thì nó phải là nguyên tố. Tức là tất cả các cái thuộc tính của nó phải là nguyên tố trước đã. Rồi, tiếp theo là 2NF. 2NF thì nó phải là nằm ở cái mức độ là không tồn tại một cái thuộc tính nào phụ thuộc một phần. Tức là không tồn tại một cái thuộc tính nào. Nó sẽ bị phụ thuộc một phần mà quá. Phụ thuộc một phần mà quá. Còn cái 3NF thì nó sẽ là tính không tồn tại cái tính chất bắc cầu. Không có bắc cầu. Đấy. Mình xem trước đã. Xem nó có không. Tuy nhiên là quan hệ R. Lược đồ quan hệ R với khoa chính là patient và consultant. À vậy thì cái này không phải là 3NF rồi. Loại luôn. Hospital, bởi vì cái patient bệnh nhân này thì nó sẽ bao gồm là hospital, thế nào, bệnh viện, bệnh nhân là khoa chính, date time, hospital, cái đuổi cái này, chính là cái này, đúng không? Address, nhưng mà nó khó hiểu nhỉ? Làm sao mình biết được là cái address này nó là của patient hay là của consultant nhỉ? Address tức là bệnh nhân, đấy. Hospital. Nói chung là hospital là bắt buộc là của cơn dân tần rồi. Cái này khó hiểu thế. Nói chung là cái này không phải 3NF trước đã.
Thế nào? Date và time. Dạng chuẩn 1 À. NF. Date Gặp và thì là time date đúng không? là nguyên tố này. Date và time là nguyên tố address, là nguyên tố. Ô, cái này nó không rõ ràng lắm ấy. Thật, cái này nó nói chẳng rõ ràng cả. Cái này nó không rõ ràng đâu. Nhỉ? Ví dụ cái address này làm sao mình biết được nó chỉ có một address nhỉ? Đúng không? À cũng không đúng, bởi vì bệnh nhân này là có date với time thì có hiệu, nhưng nói chung cái này nếu mà loại trừ đi chỉ có chuẩn hai là ép thôi. Bệnh nhân này và được hỗ trợ bệnh viện rồi có nếu mà tại cái bệnh viện đấy thì chỉ có một address thôi. Rồi và có date, có thời gian, ngày tháng. Tức là cái này này nó đang bị phụ thuộc một phần đấy, đúng không? Đây này, hai NF này nó bị phụ thuộc vào một phần của khóa, đáng nghĩa là cái hospital này nó phải phụ thuộc vào cả patient nữa và consultant nữa. Nhưng mà cái hospital này nó chỉ phụ thuộc vào consultant, giống như kiểu là một nữ y tá thì chỉ cần nhìn vào nữ y tá đấy là mình sẽ biết được là bà ấy làm bệnh viện nào, đúng không? Không cần phải nhìn bệnh nhân của bà ấy, đúng không? Đấy, kiểu 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 như vậy. Thì không cần phải nhìn bệnh nhân thì cũng biết được là cái hospital này nó sẽ phụ thuộc vào cái consultant này thôi. Cho nên là nó bị tồn tại. Tức là nó sẽ có phụ thuộc vào một phần khóa. Quên mất cái này là phụ thuộc vào một phần khóa. Đấy. Thế nên là nó là dạng chuẩn 2 là F, là chuẩn nhất. Là đúng nhất rồi. Tiếp là cho lược đầu quan hệ gồm. Mà con này cũng không chắc chắn lắm đâu. Tôi bỏ qua câu này đi. Câu 73 đi. Dùng SQL để tạo câu truy vấn sau liệt kê các danh sách các mặt hàng, tên số nhà cung cấp, đến từ, mã cung cấp có sản phẩm có số lượng lớn hơn 100. Lớn hơn 100. Cái đầu tiên, ui mấy cái này dài thế. Xem nào. Cái này nhìn có vẻ không khả thi lắm nhỉ. Với điều kiện là cái gì, thành phố là đến từ thành phố Atlanta, đến từ thành phố Atlanta, hình như sắp hết giờ đấy không ạ, lại phải out rồi, sắp hết giờ rồi đấy, thôi để tôi tắt ra Ok. rồi gặp lại nhé.